Xin chào các bạn, mình đang có đây là một chiếc hộp màu trắng và nó không có bất cứ một cái logo gì phía đằng trước. Đây là một cái sản phẩm rất mới và mình khá là may mắn khi được là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam mở hộp cũng như là chia sẻ nhanh đi cho mọi một chút. Nó đến từ Vivo và nó có tên đó là Vivo i55, một trong những sản phẩm chiến lược của Vivo vào hồi cuối năm 2016 này. Nó có một cái mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ ở phân khúc mức giá rẻ tầm trung và nó sẽ hứa hẹn mang lại cho bạn những trải nghiệm rất tốt. Và có một cái điểm thú vị của sản phẩm này, thực ra là mình bóc trước rồi. Đó là màu hồng rose gold. Đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Mình sẽ bỏ qua một bên. Bên trong phụ kiện thì các bạn sẽ được tặng kèm những thứ sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ có một chiếc ốp lưng để giúp các bạn có thể sử dụng mà không phải lo lắng đến việc tìm ốp lưng phía bên ngoài. Và ốp lưng này dùng rất là thích. Bên trong các bạn sẽ có đầy đủ bộ phụ kiện, chúng ta sẽ gồm có một cái tai nghe AirPods này. Chúng ta sẽ có một sợi cáp micro USB giúp các bạn sạc pin và sync với chiếc máy tính, cáp nhạc. Và cuối cùng không thể thiếu được đó là một chiếc adapter sạc. Cái adapter này thì nó không có công nghệ sạc nhanh và nó sẽ có nguồn ra 5V và 1A. Thế nên là các bạn cũng phải lưu ý dùng mình một chút nhé. Đây là chiếc Vivo i55 này của mình. Cái màu rose gold này trời ơi, nó yêu không chịu được luôn. Và cái màu hồng này sao mà nó đẹp thế nhỉ. Từ khi mà Apple iPhone 6S sở hữu cho mình cái bộ màu này dẫn đến là bây giờ hầu như sản phẩm nào cũng đều có. Và thực sự mà nói á, tầm giá khoảng tầm trung dưới 4 triệu thì cái sản phẩm này có một cái thiết kế mình đánh giá rất là tốt bởi những thứ sau. Đầu tiên đó là mặt lưng kim loại nguyên khối và đây nó sẽ là bằng nhôm. Thứ hai nữa đó là những cái đường cắt phần anten này, các bạn có thể thấy rất là gọn gàng và nó không hề cảm giác bị thô ra. Nhìn nó rất là thanh thoát và nó đẹp. Lên bên dưới đây chúng ta có một cái logo Vivo rất ấn tượng. Và các bạn có thể thấy này, camera không hề lồi lên nhiều. Và phần camera này nó có một cái đường viền bao quanh bằng kim loại. Nó lại còn nổi lên cả màu vàng nữa. Rất là đẹp. Tuyệt vời không? Bốn góc, bốn cạnh được bo bế mềm mại giúp các bạn có một cái cảm giác cầm nắm tốt hơn trong lòng bàn tay. Máy có kích thước màn hình đó là 5,2 inch và độ phân giải dừng lại ở mức HD. Thế nên là cái kích thước tổng thể của máy cũng không quá là lớn, các bạn vẫn có thể cầm nắm dễ dàng trong lòng bàn tay như thế này. Sản phẩm thì mình đã khởi động lên trước rồi, đóng hộp lại, bắn bóc cho các bạn xem thôi. Mình đã cài vào đây một vài những ứng dụng, một vài những game và theo như mình sử dụng chia sẻ nhanh á, thì sản phẩm này có một cái trải nghiệm rất tốt bởi vì nó sử dụng con chip Snapdragon 430 với 8 nhân xung nhịp cao nhất lên tới là 1.4GHz. Và cái điểm cộng của nó là sử dụng chip Snapdragon, thế nên là các bạn vẫn có thể chơi game được trên sản phẩm này. Kể cả các bạn chơi những game nặng nặng một tí, Traffic Rider rồi là Asphalt 8, nó vẫn có thể chiến ngon ở cái mức đó là cấu hình tầm trung hoặc là thấp, chứ không giống như một vài những chip khác đến từ MediaTek. Nghĩ đến cái khoản chơi game ạ, thì chỉ có chịu chết thôi. Sản phẩm này vẫn có thể chơi game được, các bạn yên tâm ở vấn đề đó nhá. Một cái điểm cộng nữa đó là sản phẩm này tuy là mức giá rẻ nhưng nó vẫn đang được chạy cái phiên bản FastStart OS mới nhất là 2.6 và nó dựa trên cái nền đó là Android 6.0.1, Snapdragon 430 6.0.1, 2GB màn hình HD. Trải nghiệm về con này ở tốc độ cũng như là những thứ mượt mà cứ phải nói là êm du hết luôn. Các bạn không phải xoắn bất cứ một cái điều gì. Và như các bạn có thể thấy là cái giao diện của mình nó cũng đã màu mè hơn và nó đẹp hơn một chút. Đó là bởi vì mình đã thay đổi cái phần theme của nó. Chúng ta có một cái mục đó là iTheme để các bạn có thể thay đổi được giao diện này, hình nền, màn hình khóa và phông chữ. Mọi thứ có thể download rất dễ dàng bằng cách các bạn vào khu vực chủ đề đây. Các bạn thích một cái chủ đề nào các bạn tải xuống, vậy là sao? Nó không yêu cầu bất cứ một thứ gì tại vì hoàn toàn là free dành đến cho các bạn. Tức là cái khả năng tùy biến bằng mặc định ở cái phần mềm của hệ điều hành này là thực sự rất tốt, nên các bạn cứ thoải mái mà sử dụng nha. Mặt trước thì các bạn sẽ có màn hình kích thước là 5,2 độ phân giải HD. Bên trên chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải 5MP, loa thoại và cảm biến. Bên dưới là ba phím điều hướng cơ bản của Android được đưa ra phía bên ngoài. Và những sản phẩm đến từ Vivo, các bạn sẽ phải lưu ý đây là phím menu chứ không phải là phím đa nhiệm. Đa nhiệm một cách các bạn sẽ vuốt từ dưới lên. Những cái trải nghiệm về cái hệ điều hành FastStart OS này thì mình cũng đã có video đánh giá chi tiết về chiếc Vivo V3 cũng như Vivo V3 Max rồi. Các bạn cũng có thể tham khảo lại một chút. Mình thì mình thích cái này lắm, vuốt vuốt kiểu Control Center rất là thú vị. Không thể không nhắc đến đó là một điểm nhấn của sản phẩm này đến từ camera selfie. Các bạn có thể thấy là góc khá là rộng. Đó, màu da của mình lên rất là tốt. Thôi các bạn thông cảm nhé, mặt mình dạo này đang hơi nhiều mụn. Đấy, màu da lên rất là tốt này và cũng như là cái khả năng chụp ảnh selfie của máy là thực sự rất ok. Nếu như bạn nào mà muốn chụp trong bóng tối, các bạn sẽ chỉ cần kích hoạt cái phần đèn flash này lên là chúng ta sẽ có một phần đó là bù trừ sáng. Đó, rất là đẹp, rất là ấn tượng. Video đánh giá chi tiết về dòng này, về camera selfie và những cái thứ mà các bạn có thể sử dụng được tốt trên nó là như thế nào. Mình sẽ gặp lại các bạn trong một video khác khi mình mượn được máy và sử dụng nó nhiều hơn. Còn video này mình xin được dừng lại tại đây. Chia sẻ nhanh một chút về Vivo i55 thì các bạn sẽ có một thiết kế tốt, kim loại nguyên khối, một camera selfie ok, một con chip Snapdragon 430 vẫn đủ cho các bạn với tất cả những nhu cầu hiện tại, thậm chí là chơi game. Chúng ta có một màn hình khá là đẹp, chúng ta có một góc nhìn tốt, chúng ta có một cái hệ điều hành giúp các bạn có thể tùy biến được rất nhiều thứ. Và nói tóm gọn lại là sản phẩm này rất đáng lựa chọn ở phân khúc mức giá khoảng tầm là dưới 4 triệu.
Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment phía bên dưới nhé các bạn nhé. Còn video này mình xin được dừng lại tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.